Các bạn, trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chỉ cho các bạn một số từ sau. Từ đầu tiên mà ai cũng biết đó là Ich bin zu Hause, là mình ở nhà, mình đang ở nhà, đúng không? Từ thứ hai đó là ví dụ khi có ai đó hỏi mình là Phương từ đâu đến đấy? Phương, woher kommst du gerade? Là Phương, mày vừa từ đâu đến đấy? Thì mình sẽ trả lời là Ich komme von zu Hause, có nghĩa là mình vừa từ nhà đến đây các bạn nhé. Còn bây giờ khi mà các bạn muốn nói là mình đi về nhà đây thì các bạn sẽ nói đơn giản, cái này thì ai cũng biết rồi đúng không? Ich gehe nach Hause. Còn một từ nữa đó là Ich gehe in das Haus, có nghĩa là bây giờ mình đi vào nhà đây. Ví dụ các bạn đang ở vườn và nói là mình đi vào nhà đây, thì các bạn sẽ nói là Ich gehe in das Haus nha các bạn. Các bạn có hai từ rất là đơn giản mà mình thấy là có một số bạn vẫn dùng sai, đó chính là từ suchen và từ finden. Hai từ này thì khác nhau như thế nào các bạn? Khi mà các bạn dùng từ suchen thì từ đấy có nghĩa là các bạn tìm kiếm, tìm thôi nha, nhưng mà chưa thấy. Ví dụ mình có thể nói là Ich habe das Buch gesucht, aber nicht gefunden, có nghĩa là mình tìm nhưng mà chưa thấy. Còn khi mà các bạn nói là các bạn đã tìm thấy rồi thì các bạn phải nói là Ich habe es gefunden. Khi mà các bạn dùng từ gefunden là người Đức tự dưng tự động người ta hiểu là các bạn đã tìm thấy nó rồi và người ta sẽ không hỏi thêm gì nữa. Đó, đó là sự khác nhau đơn giản nhất giữa suchen và finden, các bạn đừng dùng nhầm nữa nhá. Hay. Danke schön. Các bạn có một cuộc điều tra của cảnh sát ở thành phố Ludwigsburg khi mà cho người Đức một câu đó là Das Mädchen wurde gefunden, es ist ihr hay là im gut. Thì các bạn biết gì không? 56% chọn là ihr, còn 44% chọn là im. Thực ra câu này nha các bạn, khi mà các bạn đi thi nha thì tất nhiên là các bạn sẽ phải đúng ngữ pháp, thì các bạn sẽ chọn là im, es geht im gut. Nhưng mà trong trường hợp bình thường, trong hàng ngày thì các bạn có thể sử dụng cả hai. Mình thì mình sẽ chọn là ihr. Ví dụ như là Das Mädchen wurde gefunden, sie ist in Ordnung, ví dụ như vậy, cô ấy đúng không? Chứ không ai nói là es cả trong trường hợp này hết. Mình chọn là gì? Còn các bạn chọn là gì thì cho mình biết ở dưới nhá. Es geht ihr gut hay là es geht ihm gut? Comment ở bên dưới để cho mình biết câu trả lời của các bạn nhé các bạn. Từ cho ngày hôm nay đó là từ durch. Từ này trước tiên là về phát âm thì có nhiều bạn mình nghe hay đọc là durch, durch, durch. Nói chung là sai hết nha các bạn. Các bạn hiểu đơn giản là giống như là đuôi thêm chờ vậy. Durch nha các bạn. Về nghĩa của từ này thì sẽ có hai cái nghĩa chính sau đây. Nghĩa đầu tiên của từ này đó là auf der einen Seite hinein und auf der anderen Seite hinaus, nghĩa là các bạn vào một đầu và đi ra một đầu thì các bạn sẽ dùng từ durch nha các bạn. Ví dụ như bạn của mình có thể nói với mình là Phương, geh doch durch den Bahnhof, có nghĩa là đi qua Bahnhof đi. Tao đang ở đầu bên kia, mình đang ở đầu bên kia cơ mà, đi qua Bahnhof đi. Thì các bạn sẽ nói là durch den Bahnhof nha. Cách thứ hai mà để sử dụng từ này đó là sử dụng khi mà các bạn muốn nói về Ursache hoặc là Mitten. Ví dụ như là các bạn muốn nói là qua Internet mình quen rất là nhiều bạn mới, thì các bạn có thể nói là Durch das Internet kenne ich viele neue Leute nha. Cho video ngày hôm nay, khi mà các bạn muốn nói là ví dụ anh có thể nấu cho em cái gì đó ngon ngon không? Cái gì đó ngon ngon trong tiếng Đức thì các bạn sẽ nói như thế nào? Thì các bạn sẽ nói là Anh kannst du mir es was schönes kochen? Anh kannst du mir etwas Schönes kochen? Etwas Schönes nha các bạn. Ví dụ khi mà các bạn muốn nói là mình muốn tìm một cái gì đó tốt tốt chẳng hạn thì sẽ là etwas Gutes. Là khi mà các bạn đi ăn mà các bạn không biết món nào ngon cả thì các bạn có thể hỏi bồi là Können Sie mir etwas Schönes hoặc là etwas Gutes empfehlen. Câu này có nghĩa là anh chị có thể giới thiệu cho mình món nào đó ngon ngon không? Cái gì đó ngon ngon, cái gì đó đẹp đẹp, cái gì đó tốt tốt trong tiếng Việt. À, trong tiếng Đức thì sẽ luôn luôn là etwas Schönes, etwas Gutes, etwas Kleines nha. Các bạn khi mà mình đi dạy thì các bạn bảo là trong tiếng Đức có nhiều cái phải học quá và không học hết được. Nhưng các bạn đừng có lo, khi mà các bạn xem video của mình thì các bạn hãy chọn ra những cái video nào mà các bạn cảm thấy là hữu ích cho các bạn nhất, các bạn dùng sai nhiều nhất. Thì một ngày các bạn chỉ cần học 2-3 cái mà mình chỉ cho các bạn, như vậy đã là đủ rồi, các bạn không cần các bạn phải học tất cả những cái mà mình nói đâu nha. Cái nào hay thì các bạn học nha các bạn, và đừng có sợ. Nếu mà các bạn muốn học online trực tiếp của mình thì các bạn sẽ vào cái link của mình là nanunana-tiengduc.com nha.